Instagram mọi người nha. Thì rất là nhiều chị em hỏi em là da của em sao sáng đẹp á. Thì riêng về cái dòng sản phẩm BC này á, là em sẽ cam kết cho tất cả các chị em mà ai mà sử dụng cái dòng sản phẩm BC này đã biết rồi đúng không? Rất là mê luôn, và đặc biệt là nó sẽ đánh tan nám, làm sáng da và giúp cho da của mình se khít lỗ chân lông và làm sáng da chỉ trong vòng là từ 5 đến 10 ngày. Thì rõ rệt giữa cái làn da của mình chưa sử dụng và đã sử dụng thì nó sẽ có hoàn toàn cái điểm khác biệt nhau. Thì trong cái video này em muốn nhắc đến đó là dòng sản phẩm là kem dưỡng trắng da ngôi sao cao cấp của hãng BC nha mọi người. Thì dòng sản phẩm này thì em xài hàng ngày, và nhất là buổi tối là cái thời gian mà rảnh để mình sử dụng một cái dòng sản phẩm mà chất lượng như thế này lên da mặt của mình. Bởi vì da của em rất là kén, rất là nhiều dòng kem rồi nhưng mà vẫn chưa cảm thấy ưng ý. Nhưng mà riêng về dòng sản phẩm BC này thì nó đã cải thiện về làn da của em một cách rõ rệt đó. Thì chị nào mà đang bị thâm nám mụn cũng như là muốn trắng sáng da thì đừng bỏ lỡ cái dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da ngôi sao cao cấp này. Em sẽ cam kết cho tất cả khách hàng sẽ đem lại một cái làn da đẹp nhất, tuyệt vời nhất và đặc biệt là rạng rỡ và xinh tươi nhất nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.